Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nobuhiko Fukushiro. Ngày 22 tháng 5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 29, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nobuhiko Fukushiro. Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển về chất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản với dấu mốc lịch sử, là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 11 năm 2023 và tổ chức hơn 500 hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt, giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết với gần 200 đoàn thăm lẫn nhau hàng năm. Nhất trí cùng nhau thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chuyển lời mời Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản sớm thăm Việt Nam và mong muốn Hạ viện và cá nhân Chủ tịch Nobuhiko Fukushiro tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hợp tác, giao lưu quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy và triển khai có hiệu quả ODA thế hệ mới có tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ hai nước tăng cường gắn kết nguồn nhân lực, hợp tác lao động, có các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết thúc đẩy hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và hợp tác kinh tế hai nước trong tình hình mới. Chủ tịch Hạ viện Nobuhiko Fukushiro khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng. Nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, ông Nobuhiko Fukushiro khẳng định Hạ viện Nhật Bản ủng hộ thúc đẩy giao lưu hai nước trên các kênh, đặc biệt là Quốc hội và thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở đáp ứng lợi ích của cả hai bên. Chủ tịch Hạ viện Nobuhiko Fukushiro thông báo chính phủ Nhật Bản sẽ có chính sách nâng cao điều kiện sống và làm việc cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản trong bối cảnh đồng yên mất giá, mong muốn Quốc hội hai nước hợp tác trong các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.